Hello hello, chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị, quý cô bác nhà mình nhá. Thì hôm nay là khung giờ quen thuộc rồi này, tiếp tục lên sóng báo giá cho đình nhà mình những dòng sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Đấy, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương này, kênh chuyên kinh doanh buôn bán ký gửi những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng nhá. Vâng, phải là Nam Tùng này. Đấy, nhà mình xem giùm em này, xem đấy ưng mẫu nào, tham khảo giùm em những mẫu xe hiện bên em đang có nhá. Đấy, hai số điện thoại sẽ để lại phần comment cho mình cùng tham khảo ạ. 0343540999 này. Không 347701777. Ok. Ok, hai số điện thoại đã để lại rồi nhá. À, và chia sẻ comment bình luận nhiều lên cho mình ơi, để anh Tùng tiếp tục báo giá cho mình nha. Vâng, cháu Trần Đức Anh này, cháu Trần Thị Thu Hằng. Đấy, chào những anh chị quý mình vừa vào xem buổi livestream này ngày hôm nay nhá. Vâng, cháu Trần Thăng này, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, thì hôm nay cũng vừa phán vãn xe rồi, còn 60 xe thôi. Khoảng tầm lên quanh 60 xe để phục vụ gia đình mình thôi ạ. Đấy, mô linh giá rẻ tập lái đây, lên quanh 100 triệu này. Hôm nay thì mới về mẫu Toyota Vios đây nhá. Đây, mới về mẫu Toyota Vios màu đen 2009 đây. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng này. Tuy nhiên chính chủ 35 Ninh Bình đây, mới về nhá. Bản e xịn, la răng đúc, lốp láp bới, có phanh dây chống bó cứng ai với rồi. Xi nhan thì tích hợp trên gương. Đấy, Toyota Vios 2009 nhá, bản e. Đấy, vâng, chào bác Anh Ngọc, mô linh đỏ, có mô linh đỏ nhá. Vâng, chào bác Văn Tình Nguyễn này. Hello, vâng, ok, hello các anh này. Đây, mô linh đỏ đây ạ. Cả nhà mình cứ bình luận, cứ comment đi nhá. Đang quan tâm dòng sản phẩm nào này, đấy, cứ để lại bình luận đi, em Tùng tư vấn cho ạ. Đây nhá, thì có một chiếc mô linh đỏ đây, nhà mình tham khảo giùm em này. Vâng, chào bác Chiến Lưu, vâng, chào bạn. Vâng, chào bác Chiến Lưu ạ, chào bác Trần Xuân Điệp này. Đây, mô linh đỏ đây mình ơi. Kia mô linh đỏ 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng. Kia Morning 2016, động cơ 1.25. Đấy, la răng đúc phay 4 bánh, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da hai màu đen đỏ này. Màn hình Android cỡ lớn này. Đấy, 190 triệu đồng thôi. Vâng, cháu Phương Nam, xe đẹp, vâng, cảm ơn bác Phương Nam rất là nhiều này. Cháu Nguyễn Công Dũng, cháu Lam Hoàng, cháu Trần Xuân Điệp, cháu Hiền Niu, chào đại gia đình mình nhá. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi, lên tường, lên trang cá nhân cũng như hội nhóm đấy ạ. Không mất tiền, không mất bạc gì, mà để lan tỏa buổi livestream mình hơn nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đằng sau mẫu mô linh đỏ 2016 rồi, tiếp tục báo giá cho mình. Đây, một mẫu mô linh đây, Kia mô linh màu vàng. Đây, màu vàng nhá. Xe được sản xuất năm 2016, đăng ký lên bánh năm 2017. Động cơ 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi nhá. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình. Đây, con này cũng bán 190 triệu thôi. 190 triệu đồng nhá. Đấy, 2016, đăng ký lên bánh 27. Đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay này. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa lông lạnh 2 chiều Z-Boost. Cam đồi ca hành trình thì đầy đủ rồi. Kia Morning 2016, 190 triệu đồng ạ. Đâu em xem comment của đại gia đình mình nào. Vâng, chào bác Bình Hân Nguyễn này, chào bác Lam Hoàng, ASEAN Nacetti, ok. Có ASEAN 209 nhá, có Nacetti 209 này. Vâng, chào bác Hoàng Phi Long này, chào bác Hùng Bùi. Chào đại gia đình mình nhá. Vâng, cảm ơn những lượt xem, lượt like, lượt thả tim gia đình mình rất là nhiều này. Đầu em xem con ASEAN 209 nữa nhỉ. À đây rồi, ASEAN 209 đây gia đình ơi. Hyundai ASEAN 2009, đăng ký là bánh năm 2010. Động cơ 1.4 số sàn, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Nhập Hàn nguyên chiếc. Con này thì bên em đang gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền là 165 triệu đồng. Đấy, 165 triệu đồng. Còn bớt còn gia lập được cho gia đình mình ạ. Đấy, là răng đúc 4 bánh lốp láp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, đèn này còn sáng còn đẹp nhá, không có rượu bóng màu do sương cho nhật. Nội thất ghế da điều hòa lắng lạnh 2 chiều. 165 triệu đồng. Hyundai ASEAN 2009 ạ. Đây, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí, đầu đài mình treo xe nhá. Đấy, 160 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng thêm cho đại đình mình ạ. Vâng, cháu Nguyễn Phương, cháu Lê Đại. Ok, La chắc đi 209, em xem con La chắc đi 209 ở đâu nhá. Em tư vấn cho nào. Đấy, cứ like đi, cứ comment, chia sẻ nhiều lên sao mình ơi, để tiếp tục em báo giá nào. Vâng, cháu Trần Thăng ạ. Đấy, xe quá chất, vâng, phải xe chất, phải xe đẹp thì chợ ô tô đấu ấy, Hải Dương bên em mới
giá mang về để phục vụ anh chị quý vị mình trên ba miền Tổ quốc nhá. Đây là Chetty 209 đây gia đình ơi. La Chetty 2009 đăng ký năm 2010, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng B chỉ có 145 triệu đồng thôi nhá. Đấy, hai đầu này các bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng. Đấy, phục vụ nhu cầu từ đưa con đi học, đưa vợ đi chơi này. Đấy, con này bên em đấy bán được cỡ tiền 145 triệu đồng thôi. Morning đi ạ. Ok, có Morning Bắc Lê Đại nhá. Đấy. Ngay đầu buổi livestream thì em đã giới thiệu cho mình hai mẫu Morning này. Em giới thiệu lại cho bác Lê Đại cùng tham khảo cho em nhé. Đây, Morning đây. Morning đời cao số sàn đây, gia đình ơi. Đấy, màu vàng này, chiếc màu vàng nhá. 2000, chiếc này thì được sản xuất năm 2016, đăng ký là bánh 2017 này. Con này 190 triệu đồng, la răng đúc phay 4 bánh, lốp láp đẹp. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren siêu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Đấy, Violet màu trắng bao nhiêu? Con Violet màu trắng thì bên em bán rồi bác nhá. Đấy, con Violet màu trắng đúng không ạ? Đây, con Violet màu trắng ở kia thì bên em bán rồi ạ. Đây, tiếp tục tham khảo cho em mẫu Morning thì bao đi bác ơi. Kia Morning màu đỏ 2016 này. Coi bên em đang bán với cửa tiền 190 triệu đồng. Đấy, sản xuất 2016, đăng ký là bánh năm 2017 ạ. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm lượng, bền bỉ nhá. Điện đóm thì vô cùng là lành. Kia Morning số tự động anh. Ok. Đấy, có số tự động nhá. Đây, Kia Morning số tự động đây bác Lê Đại ơi. Tham khảo cho em chiếc này. Ờ, một chiếc nữa chứ là nhỉ. À, bên kia một chiếc nữa, bên kia em tham, nhà mình tham khảo cho em chiếc này trước nhá. Kia Morning 2010, đăng ký là bánh 2013. Đấy, số tự động, động cơ 1.0 nhá. Động cơ 1.0. Đấy, máy eco. Số động nhập hàng nguyên chiếc nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho gia đình nhà mình là 235 triệu đồng này. Đấy, la răng đúc hoa mai 4 bánh này, lốp đáp đẹp. Sơn xi máy số, keo chỉ còn zin. Đấy, gương kính cụp xe điện. Cam đồi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đấy, Kia Morning 2010, đăng ký 2012. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. Giá còn bớt, còn thương lượng được thêm cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Vâng, chào Thúy ô tô Hải Dương vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay này. Vâng, chào Lam Hoàng. Chào bác Phương Nam, chào Trần Thăng này. Ok, có con nào đi tán gái không? Con nào cũng đẹp, con nào cũng chất, đều đi tán gái được nhớ bác Trần Thăng nhá. Ok, chốt. Vâng, chào Tiên Nguyễn này. Vâng, chào đại gia đình của mình ạ. Qua bước sóng livestream ngày hôm nay thì cho em Thanh Tùng gửi đến lời chào, lời chúc sức khỏe đến đại gia đình chợ ô tô Lồng Hải Dương nhà mình nhá. Chốt ra về Gia Lộc nhá. Ok, bác Thúy ô tô Hải Dương nhá, cứ chốt đi. Đấy, Gia Lộc mới làm sát cái nào một thôi. Đi ba bước đến nơi rồi bác Thúy ơi. Vâng, trong Ngô Tuấn này. Đấy, thì em xin báo giá tiếp đến đầu sản phẩm bên em đang bán ra thì mình cùng tham khảo nhá. Vừa rồi là 5 chỗ này. Tiếp tục báo giá đầu 7 chỗ gầm cao đây, SUV đây. SUV 7 chỗ gầm cao. Đấy, Santa Fe 2007. Đấy, hai cầu máy xăng nhá. Đấy, giá giờ chỉ bằng con Morning thôi. 310 triệu đồng. Đấy, Santa Fe 207 hai cầu. Đấy, la răng đúc 17 inch, lốp láp đẹp. Đấy, con này bên em bán với cửa tiền là hơn 300 một xíu cho đây mình nhá. Đấy, giá bằng con Morning thôi. Đấy, một dòng xe nhập khẩu rất là chất đến từ Hàn Quốc đây. Hyundai Santa Fe. Đấy. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, đầu đàn treo sen này, điều hòa ô tu này. Nội thất ghế da màu be nhá, rất là sáng, rất là đẹp này. Đấy, 7 chỗ gầm cao. Dòng SUV mà chỗ ô tô của Hải Dương bán có 310 triệu đồng thôi ạ. Đấy. Santa Fe này. Đấy, tham khảo cho em đi xin ơi. 207 hai cầu, 310 triệu đồng này. Vâng, chắc Triệu Trường này, chắc Trần Nghĩa này. Chào đoàn Hữu Hưng, chào Đỗ Văn Trọng. Chào bác Dương Trường, chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream này hôm nay nhá. Trả trước bao nhiêu em? Anh Ngô Tuấn à, con nào trả trước bao nhiêu anh Ngô Tuấn ơi? Nhà. Anh ấy đang hỏi trước nào trả trước bao nhiêu anh ơi? Vâng, chào bác Ngoan Thanh nhá. Thế những khách hàng vừa vào xem buổi livestream hôm nay ạ, anh cứ comment, cứ bình luận rõ lên nhá để em Tùng tư vấn cho ạ. Chào bác Cốc Huy Thủy này, chào đại hình mình. Vâng, tiếp theo đây này, em xin báo giá cho anh chị quý vị như mình một sản phẩm nhà Hyundai nhá. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký và lăn bánh năm 2015 này. À, con Santa Fe này thì bên em không hỗ trợ trả góp anh nhá. Con Santa Fe là 2007 thì trả thẳng đầu thôi anh ạ. Đấy, bên em chỉ trả góp những đời xe từ 2014 trở lên với cửa tiền là trên 300 thôi ạ. Đấy, con Santa Fe thì chưa trả góp được anh Ngô Tuấn nhá. Đấy, Hyundai Grand i10 màu trắng mẹ mắng cũng mua đây, 2014 bản đủ. Đấy, trang bị la răng đúc lốp láp đẹp. Xin nhan dạng mít tích hợp trên gương, có phanh chống bó cứng ABS này. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng.
Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 240 triệu đồng. Đấy, 240 cho mẫu Hyundai Grand i10 bản đồ nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Máy số, keo chỉ, điện đó mình rất là lành nhá. Rất đi là ít khi đẳng vặt ạ. Đấy, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, bản đồ 240. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 màu trắng vào rồi này. Tiếp theo đây em báo giá gia đình một chiếc xe đời cao nhá, một chiếc xe lướt đời cao này. Xe ô tô 2017, đây xe ô tô 2017 nhá. Xe để trang bị động cơ 1.6 số sàn, hộp số 6 cấp. Đấy, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 425 triệu đồng. 425 triệu đồng. Con này thì có hỗ trợ trả góp này. Có hỗ trợ trả góp cũng như là ship xe cho anh chị quý vị gia đình mình ạ. Đấy, xe thì trang bị la sáng đúc 4 bánh, lốp láp đẹp, có phanh địa chống bó cứng ABS là 4 bánh rồi. Đấy, xin nhan đây. Giải xi nhan đèn nét tích hợp trên gương, gương kính, cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 6 năm sau luôn. Đấy, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Xe tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Máy số keo chỉ nguyên zin ạ. Vâng, trong Hoan Thanh cháu Lịch Nguyễn có Atra không? Bác Trần Nghĩa à? Bác Atra thì tiếc quá, tạm thời bên em chưa có này. Đấy, bác Trần Nghĩa cứ cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh fanpage của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Làm một mẫu Atra nào mà mới về thì em sẽ liên hệ ngay cho bác nhé. Cảm ơn bác Trần Nghĩa rất là nhiều này. Đấy, option nội thất bên trong của chiếc xe tô 2017 đây. Nhà mình cùng quan sát cùng em Tùng ạ. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Tích hợp các nút glue control và những cái nút điều khiển âm lượng này, nghe gọi rảnh tay này. Đấy, xe thì chạy 3 chế độ nhá. Chạy 3 chế độ này, sport thể thao này, eco tiết kiệm nguyên liệu và chạy chế độ thường. Đấy, màn đầu đài màn hình zin theo xe này. Đấy, đầu đài màn hình zin theo xe nhá. Điều hòa auto 2 vùng độc lập trước và sau, tạo điều kiện thoải mái cho chị quý vị nhà mình di chuyển này. Đấy, gương kính chỉnh điện 4 cánh, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin nhá. Chạy 8 van chuẩn, bán 420 triệu đồng thôi. Đấy, 420 thôi, cho mình cùng tham khảo nhá. Kia Seto 2017 ạ. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay đi. Hoan thì chia sẻ đi, Hoan thì comment bình luận đi, em Tùng tiếp tục tư vấn như nào. Còn cảm ơn gia mình rất là nhiều nhá. Còn những thắc mắc gì thì cứ bình luận, cứ comment, hoặc là có những ý kiến đóng góp gì thì cứ đóng góp nhá. Để cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày càng phát triển này. Cho xem Vios 2013 đến 2015, bác Trần Nghĩa. Ok. Vâng, cho tác Dương. Đầu Vios 2013 đến Vios 2015 đang để đâu nhỉ? Em xem một xíu nào. Santa Fe 2017 mẹ. Không, con Santa Fe này bên em là con 207 đó nhá. Đấy, con này là con 207 máy xăng này. Để em xem con Vios 2016 bên em đang để chỗ nào, em tư vấn cho ạ. Có KZN 208 máy dầu không xốp. KZN 208 máy dầu thì tạm thời bên lại chưa có này. Đấy, và xe dạo này bán khá nhiều rồi nên là rất là thiếu nhiều là sản phẩm nhá. Các bác nào mà đang có nhu cầu bán lại xe này, đấy bên em nhận ký gửi cũng như là mua bán lại xe nhá, với giá cả yêu thương nhất cho gia đình mình ạ. Vâng, anh Trần Nghĩa ơi, con Vios 2016 thì tạm thời bên em lại chưa có này. À thì lại không ở nhà, em xin lỗi nhá. Còn đấy tạm thời không ở nhà, ông chủ đi công vụ một tí rồi. Đấy, ông chủ chính ông đi công vụ một xíu rồi. Thì em cứ đọc giá cho anh trước này, sau buổi livestream này thì em sẽ nhắn tin trực tiếp cho anh nhá. Còn đây màu vàng cát 2016 này đang bán với cửa tiền là 360 triệu đồng. Toyota Vios 2016 anh nhá. Đấy, sau buổi livestream này thì em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết đấy cho anh ạ. Vâng, mà chào bác Nguyễn Viết Tùng này, chào bác Phương Nam có con nào tự động 100 không hơn 100 không anh ạ? À? Tự động hơn 100 có anh ơi. Đấy, để em đọc hết comment rồi nhà mình em tiếp tục tư vấn nhá. Chào Vũ Vân Anh này, chào chính ô tô Hải Dương này. Hello ô tô chất này, hello bác chính ô tô Hải Dương này. Đấy, chia sẻ comment nhiều lên bác chính ô tô Hải Dương ơi. Cảm ơn bác rất là nhiều này. Đấy, chào đại gia đình mình nhá. Đây, giới thiệu cho gia đình nhà mình mẫu số tự động hơn 100 đây. Đấy, số tự động hơn 100 nhá. Kia Morning bản SX bản đủ 2004. Con này bên em bán với cửa tiền 140 triệu đồng thôi. 140 triệu đồng. Đấy, bản đủ 2004 nhá, SLX này. Nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. La sáng đúc lốp láp đẹp. Đấy, con này nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu nhá. Số tự động bán có 140 thôi. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng số tự động này, nhắn tin bình luận comment trực tiếp đi, nhắn tin qua fanpage cho em Tùng đi. Để em gửi hình ảnh cho nhá. Chào bác Hưng BDS này, chào bác Lê Hữu Nhuận này, chào Đình Nhớ này. Chào, vâng, chốt, vâng, chốt đi bác Chính ơi. Chào Nguyễn Văn Đông, chào Lam Anh. Đấy, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, vừa là Morning hơn 100 triệu một tí này. Morning số tự động màu xanh hơn 100 triệu 2004 này. Đấy, tiếp tục báo giá gia đình mình. Hai đầu sản phẩm số sàn hơn 100 triệu thôi.
con xe nào tầm 100 quay đầu không ạ? Tầm 100 quay đầu thì bên em chưa có này, nhưng loanh quanh hơn 100 một xíu nhá. Thì anh Hưng tham khảo cho em hai mẫu này này. Đấy, hơn 100 một xíu này. Kia Morning 208 120 triệu đồng. Xe này trang bị la răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Có 120 triệu thôi, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, bác mang về mà tập lái này tránh mưa tránh nắng nhá. Có 120 thôi, rẻ một chiếc SH. Đấy, sơn xi máy số keo chỉ thì còn zin, còn đẹp, còn chất. Đấy, gầm bệ chắc chắn không mục mọt, nội thất thơm tho rồi. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng nhu cầu gia đình mình thôi. Đấy, Kia Morning 208. Đấy, em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài cho bác cùng tham khảo nhá. Hơn 100 triệu một tí thôi. Đấy, 120 triệu. Giá còn bớt còn thương lượng được cho gia đình mình nhá. Đấy. La răng đúc này, lốp láp đẹp này. Đấy, giải đèn hậu phía sau dạng cột đây. Đấy, thì còn sáng còn trong, không có rượu bóng mờ. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ này. Kia Morning. Đấy, một dòng xe thân thiện. Máy số điện đó rất lành. Đấy, có chiếc này hơn một xíu này. Có chiếc này hơn một xíu thì anh tham khảo cho em nhé. Hai đầu số tự động. Hai đầu số tự động thì xe nào em xem có con nào tầm hai đầu số tự động nhỉ? Hai đầu số tự động hơn 100 thì không có nhá. Nhưng hai đầu số tự động mà tầm hơn 200 một xíu thì có anh ơi. Đây nhà mình tham khảo cho em tiếp tục một chiếc tầm lái đi. Kia Morning tập lái 2011 1.0 số sàn đấy. Tư nhân chính chủ 98 đã Bắc Giang nhá. 135 triệu đồng. Đấy, mẫu xe tập lái hơn 100 một xíu này mà trang bị đầy người luôn. Trang bị nhìn kinh người luôn này. La răng đúc tâm đa chấu này. Đấy, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều rồi. Đấy, ai đâu xin lỗi mình. Công nghệ bi cầu nhá. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu này. Vô vô lăng ba chấu túi khiến toàn trên vô lăng nhá. Màn hình cova này. Đấy, màn hình cova cỡ to rồi. To như quyển sách quyển vở rồi này. Đấy. Hình ảnh âm thanh ánh sáng đầy đủ này. Cam lùi cam hành trình thì full option rồi nhá. Đấy, xe tập lái hơn 100 triệu một xíu thôi mà không thiếu một cái gì nữa rồi. Đấy, 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn ra lập được thêm cho đại gia đình mình ạ. Đấy, các bác đang xem buổi livestream hôm nay của em Tùng của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Cứ bình luận, cứ comment chia sẻ thật nhiều lên chị quý vị gia đình ơi. Đấy, chia sẻ càng nhiều này, lượt thả like, lượt thả tin, lượt comment, lượt bình luận cũng như lượt chia sẻ càng nhiều nhá. Bên em lấy làm động lực này để bớt sâu hơn nữa gia đình mình ạ. Vâng, chào các Trịnh Việt Thanh này, cháu Nguyễn Linh này. Tao đem xem bình luận tiếp tục của gia đình mình là gì nhất, em tư vấn nào. Ok, số tự động hai đầu nhá. Số tự động hai đầu. Mà đời nó lanh quanh 200 một xíu thì bên em có chiếc này anh ơi. Tham khảo cho em chiếc này đi. Kia Pride 2008 nhá. Kia Pride 2008 nhập Hàn, đăng ký về Việt Nam và lăn bánh năm 2010 đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng. Đấy, 225 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được thêm cho gia đình mình ạ. Đấy. Xe này mang động cơ 1.4 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 1 năm sau này. Em xin quay phần nội thất bên trong này. Đấy, ngoại thất thì rắn chắc liền lạc, nội thất bên trong thì da rẻ mỡ màng này. Đấy, vô lăng ba chấu túi khí toàn trên vô lăng, tích hợp các nút điều khiển này, đầu đài màn hình to rồi. Đấy, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Kia Pride 2008 nhập Hàn. Bán có 225 triệu đồng thôi ạ. Innova 2020 giá bao nhiêu? Chào bác Thanh Việt Phan. Innova 2020 thì bên em chưa có nhá. Bên em chỉ có những tầm xe tầm lanh quanh từ 500 triệu đổ xuống này nhá. Đấy, những xe đời cao thì bên em này khá là ít ạ. Vâng, chào bác Trọng Tú này. Chào bác Thanh Việt Phan. Chào bác Phương Nam, chào bác Nguyễn Linh, chào bác Trần Đức Anh này. Chào bác Lê Phương, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cho phép anh Tùng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến đại gia đình mình ạ. Đó nhá, anh mà đang quan tâm mẫu sedan hay đầu mà số tự động này. Đấy, tham khảo cho em một chiếc này đi. Hơn 100 triệu một xíu này. Số tự động hơn 100 triệu một xe sang này. Daewoo Maglot 2005, đăng ký làm bánh năm 2007. Động cơ 2.4 số tự động nhá. Sedan hai đầu phân khúc hạng D ạ. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng D này. Đấy, từng ngồi trung mâm và cạnh tranh trực tiếp với dòng Camry nhá. Xe thì mang la răng đúc 4 bánh, có hành địa chống bó cứng ABS. Xin nha, thì tích hợp trên sườn xe đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. 135 triệu đồng thôi ạ. Đấy, anh không nghe nhầm đâu. Sedan hai đầu phân khúc hạng D mà chỉ có 130 thôi. Đấy, nhà mình quan sát phần nội thất bên trong em này. Đấy, nội thất ghế da bò đây. Nội thất ghế da bò zin nguyên bản theo xe này. Vô lăng ba chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, đầu đài màn hình cỏ hãng nhá, điều hòa auto cần số rích rắc. Đấy, ghế lái thì được chỉnh điện luôn. Con này bán 135 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu. Một mẫu xe sang đời 2005.
gửi đến gia đình nhà mình ạ. Daiu Mắc Đớt. Vâng, chắc Nguyễn Hà này, chắc Thủy Tinh này, cho xem Y11 đầu bác Tống Công Vinh, chắc Nhóc Sinh. Đấy, ok, có Y11 đầu nhá. Cháu Nguyễn Hiếu này, cháu Nguyễn Huy này. Đâu, Y11 đầu đâu? Đây, có ngay đây. Một con Y11 đầu đời 2014 màu trắng nhá. Tham khảo cho chiếc này bác ơi. Y10 nhập ấn 2014. Đấy. Con này động cơ 1.0 số sàn. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu. Máy số keo chỉ còn zin còn chất. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 3 năm sau cơ. Bản đủ nhá, bản đủ phun kính đấy, 240 triệu đồng. Đấy, Y10 bản đủ bên em rất là nhiều luôn. Chào bác ba toàn ba chấm này. Chào Đinh Hữu Nghệ này, chào bác chào anh Tùng nhá. Ok, vâng, chào Nguyễn Hà nhá. Các anh em mình ở đâu vậy anh? Bắc Phương Nam. Cửa hàng bên em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Địa chỉ Lam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Gần cầu Hàn, gần cây xăng Minh Nghiệp số 2 ạ. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu đến xem xe này, đấy, đến trực tiếp bên em xem xe này. Chạy thử xe. Đấy, chạy thử xe, test xe miễn phí luôn nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Cho mình xem 7 chỗ màu trắng khoảng 350 triệu trở lên. Bác Nguyễn Huy, 7 chỗ màu trắng mà tầm 350 triệu trở lên à? 7 chỗ màu trắng 350 triệu trở lên thì em chưa có này. Nhưng tầm 7 chỗ tầm 330 này, bác tham khảo cho em con này nhá. Đây, 7 chỗ tầm 330 này. Tham khảo cho em con này đi ạ. Innova 2011 335 triệu đồng. Đấy, động cơ 2.0 số sàn. Hộp số VVTi của nhà Toyota đây, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, một dòng 7 chỗ quốc dân đây. Mệnh danh là vua của 7 chỗ nhá. Nội thất siêu rộng so cùng Vân Khúc này. Điều hòa của Nhật thì không phải bàn. Còn chiếc máy quay của em đây là bản G xịn á. Bản G xịn được trang bị la xăng đúc cũng như là phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy. Đầu đài màn hình theo xe này, con này đang zin toàn tập luôn nhá. Máy số keo chỉ sơn CG. Bán cho gia đình nhà mình. Đấy, Toyota Innova 211 335 triệu đồng ạ. Xpander à. Xpander thì bên em cũng tạm thời cũng chưa có bác ở Văn Oai ơi. Đấy, bên em chưa có mẫu nào thì em cũng báo cho thầy mình chưa có nhá. Nhà mình mà chưa mua được mẫu xe ưng ý này, cứ bình luận, cứ comment đi, để lại số điện thoại đi. Một vài bữa nữa mà nó về thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho đại gia đình mình ạ. Để lại số điện thoại có phần tin nhắn fanpage đi gia đình nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Chào Trần Tuấn Anh, chào Huỳnh Lê, chào Tín Võ, chào Văn Oai này, chào anh Ngọc này. Ok, đúng rồi đấy. Cửa hàng bên em là Lam Trung, Lam Sách Hải Dương nhá. Đấy, địa chỉ Lam Trung, Lam Sách Hải Dương. Các bác cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em với hai số line ở trên mình này. 0343540999 và 0347701177 nhá. Em kết bạn qua Zalo này, gửi vị trí chính xác cho anh chị quý vị gia đình mình luôn ạ. Đấy, 7 chỗ màu trắng thì chưa có rồi. Đây thì tiện thể góc này nhá. Giới thiệu ra mình vài mẫu 7 chỗ đi. Chào bác Tống Công Vinh này. Xem nội thất một tí à? Xem một tí xem gì ơi bác ơi, xem nhiều luôn nhá. Xe nội thất nhiều luôn này, để em xem con Y10 nhá. Con Y10 biển 19 này. Đây, đời 2014 này, em quay lại cho bác đây. Xe nội thất nhiều luôn đi này. Vâng, chào bác Phạm Nga, chào đại gia đình mình ạ. Và các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, trong Tùng xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage cũng như kênh YouTube chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những buổi livestream vào khung giờ 8:30 mỗi tối nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này, chào bác Phùng Đông. Đây, nội thất của chiếc Y11 đầu đây, 2014 bản đủ đấy ạ. Đấy, nội thất ghế da này, zin nguyên bản theo xe, vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, kết hợp các nút tăng giảm âm lượng đây, và điều có nút xe này trang bị màn hình Android cỡ lớn này. Đấy, đài lỗ 6 thao tốp có sẵn rồi nhá. Đấy, con này bên em đang bán được cửa tiền 240 triệu đồng. Đấy, bác có quan tâm mẫu này này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, tư vấn và làm giá, giảm giá sâu hơn cho bác ạ. Đấy, nội thất đây. Đấy, nhà mình ai đang quan tâm những dòng nào này, quan tâm mẫu nào nhá, cứ bình luận đi, cứ comment đi, em Tùng tiếp tục chia sẻ nào. Vâng, chào Đức An này, chào Nguyễn Văn Thuận, chào Phùng Đồng, chào Phạm Nga, chào đại gia đình mình trên ba miền Tổ quốc đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay nhá. Chào chưa được ạ. Vâng, em tiếp tục báo giá cho dân ngơi. Đây, số động 1.2 nhá. Gentex số tự động, động cơ 1.2. Đời 2010, đăng ký năm bánh 2012. Một chiếc xe màu đỏ đuôi rất đẹp đây. Bên em bán cái cửa tiền này 220 triệu đồng thôi. 220 triệu đồng thôi cho mình nhá. Đấy, la xăng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Gương kính chỉnh điện này. Đấy.
option sấy gương sấy kính thì có đủ cả, trang bị cả cửa sổ lốc này, 220 triệu đồng. Đấy, nhập hàng số động 1.2, giá còn bớt, còn thương lượng được thêm cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, nội thất ghế da này zin nguyên bản theo xe, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, có cả đèn đỏ sáng thao tốc rồi. Đấy, Gentex 2000 để mời nhập hàng ghế gia đình mình ạ. Đây em xin vào cái góc sâu sâu này đây, để mình cùng tham khảo thêm này. Vâng, cháu Nguyễn Mạnh này, cháu Đỗ Duy này, cháu Bắc Trương Đường, cháu Đức Anh, cháu Đại gia đình mình ạ. Có 5 chỗ khoảng 350 triệu trở lên không? 5 chỗ khoảng 350 triệu trở lên à? 5 chỗ khoảng 300. Vâng, chào bác ạ. Đây nhá, 5 chỗ khoảng 350 triệu trở lên, bác tham khảo cho em mẫu này đi. Đấy, Kia Seto 2017 nhá này, 430 triệu đồng nhá. Đấy, có chỗ trả góp cho bác này. Đấy, Seto 2017, xe được trang bị la xăng đúc 4 bánh, có phanh điện chống bó cứng ở 4 bánh rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, đời 2017, một chiếc xe lướt nhá. Máy số keo chỉnh sơn xi thì còn gì. Đấy, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng ạ. Có La Chetty không em à? La Chetty có anh ơi. Có La Chetty nhá. Đâu để em xem. Đâu để em xem La Chetty rồi em quay lại gia đình nè. Vâng, cả nhà anh đang xem buổi livestream này nhá. Cứ bình luận, cứ chia sẻ, cứ comment nhiều lên. Để em Tùng tiếp tục tư vấn thế nào. La Chetty của anh nhá, anh cứ nhắn tin qua fanpage cho em đi. Bên em đang có mẫu La Chetty 2009 anh nhá. Đấy, còn đây em bên bán với 145 triệu đồng thôi. Nhắn tin qua fanpage cho em đi, chia sẻ cho em dùm mấy cái đi. Sau buổi livestream này thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của La Chetty cho bác ạ. Vâng, chào tất cả những bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, tiếp theo đây này, báo giá gia đình mình nhờ Hyundai Grand i10 này. Hyundai Grand i10 2015, đăng ký làm bánh năm 2016 đây. Động cơ 1.0 số sàn. Con này bên em bán được cửa tiền là 240 rồi. 240 triệu cho gia đình mình nhà mình nhá. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nhựa bền bỉ đến từ nhà Hyundai. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. La sắc đúc lốp láp đẹp, có phanh điện chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì tích hợp trên gương, đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nhựa. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình ạ. Vâng, cháu Lê Phương, cháu Hoàng Tuyền này, cháu Nguyễn Đắc, cháu Nguyễn Bùi, cháu Nguyễn Bạo, cháu Phạm Phương nhá. Chào đại gia đình mình ạ. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2014 rồi. Tiếp theo đây báo giá gia đình mình nhá, một dòng sản phẩm đây. Một dòng sản phẩm nhỏ gọn tiết kiệm điện tiếp theo đây ạ. Kia Morning 2010 số tự động, bản nhập khẩu đủ phun kịch SLX nhá. Con này bên em bán với cửa tiền là 215 triệu đồng nhá. 215 triệu đồng màu trắng. Còn bớt còn tương đồng thêm này. Đấy. La xăng đúc hoa mai 4 bánh, có phanh điện chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan rạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu này. Nội thất ghế da điều hòa lao lạnh 2 chiều Z-Boost luôn, đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Kia Morning bản đủ màu trắng SX 215 triệu đồng. Đây thì em xin báo giá hết cái góc trong này đi nhá. Có giá hết cái góc trong này cho nên mình cùng xét tham khảo hơn ạ. Đấy. Đây, tiếp tục là sedan hai đầu phân khúc hạng C đây. Sedan hai đầu phân khúc hạng D La Chetty CX 2010, đăng ký năm bánh 2011. 1.6 số động nhá, bán 255 triệu đồng thôi. 255 triệu đồng cho đình mình ạ. Cạnh mẫu La Chetty CX vừa rồi này. Tiếp tục là Hyundai Grand i10 nhá. Nhưng Hyundai Grand i10 đời cao đây. Hyundai Grand i10 2016 bản bay. Đấy, bản bay. Nhưng được độ lên la sáng đúc rồi. Đấy, lốp đáp đẹp. Xin nhan tích hợp trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm dài. Con này bên em đang bán với đại gia đình nhà mình với cửa tiền 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng thôi gia đình nhá. Đời 2016, đăng ký năm bánh 2017, Hyundai Grand i10 bản bay ạ. Đấy, còn đẹp, còn chất, còn zin. Đấy, bao test hãng cho anh chị quý vị gia đình nhá. Đây, báo giá ở cái góc này trước cho mình cùng dễ quan sát. Đây. Thế tiếp đây nhá, tham khảo cho một mẫu 7 chỗ đây. Tham khảo cho một mẫu 7 chỗ số tự động 0-200 đây. Vivante Chevrolet 2009, đăng ký là đánh năm 2010. Động cơ 2.0 số tự động nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này. Con này bên em bán với cửa tiền là 190 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt,
giá còn bớt còn thương lượng được cho gia đình mình này. Đấy, vô la sang đúc lốp lắp đẹp. Đấy, xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, xin quay phần nội thất bên trong cho lại mình cùng quan sát đây. Đấy, Vivante Chevrolet. Đấy, số tự động mà chỉ có 190 triệu đồng thôi. Giá còn bớt còn thương lượng được thêm gia đình mình ạ. Vâng, cháu Phong Đăng này, cháu Trần Xuân, cháu có mẹ không cụ mẹ thì em chưa có Đức Anh ơi. Vâng, cháu Nguyễn Thực này, cháu Tùng Anh, cháu Nguyễn Hải Hữu, cháu Lê Phương, cháu Lại Đình nhá. Đây góc này thì còn hai chiếc này nữa chưa giới thiệu này. Genta 209 đăng ký là bánh năm 2010, động cơ 1.4 số sàn đây, 5 chỗ, sedan 2 đầu màu đen. Đấy, rất là đẹp này, rất là sang trọng nhá. Con này bán được cửa tiền hơn 100 thôi, 125 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 20 Thái Anh Viên đây. La răng đúc lốp lắp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm nay cơ. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Vô lăng 3 chấu, túi khí nằm trên vô lăng. Đấy, cam đồi cam hành trình thì đầy đủ rồi nhé. Đấy, Genta 209 125 triệu đồng. Máy số keo chỉ còn đại chất nhá. Đấy. Số tự động 2 đầu ok, số tự động 2 đầu có mẫu này ra đây mình nhá. Đây, Kia Bride 2008 nhập Hàn, đăng ký lần bánh năm 2010. Đấy, một chiếc xe nhập Hàn này, động cơ 1.4 số tự động đây. Dòng anh dòng chị của những chiếc Kia Rio nhá. Đấy, la sáng đúc lốp lắp đẹp, thân vỏ thì liền lạc này. Đấy, nội thất thì mỡ màng rồi. Con này bên em bán với cửa tiền hơn 200 một xíu thôi, 225 triệu đồng cho gia đình mình ạ. Kia Bride 2008 nhá. Đây, quan sát vào nội thất bên trong em đi ạ. Đấy, các làm quan tâm dòng số tự động 2 đầu này, anh quanh 200 một xíu, quan tâm cho chiếc này ạ. Vâng, cháu Tạ Hữu Xuyền này, cháu Trần Văn Trọng, cháu Huấn Mộc, cháu Quang Trần, cháu Nguyễn Thực, cháu Đức Anh nhá. Santa Fe rồi này. Đâu em xem ở dòng này này, hàng này còn còn bạn nào mà chưa được giới thiệu, ông tiếp tục giới thiệu gia đình mình nhá. Toyota Vios 2006 này, 130 tập lái gửi đến gia đình mình đây. Sedan 2 đầu 130 thôi, rẻ hơn cả con SH thôi nhá. Đấy, xe mang động cơ 1.5 số sạc 5 chỗ ngồi. Đấy, phục vụ từ tập lái này, tránh mưa tránh nắng này, những nhu cầu cơ bản nhất nhá. Máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp. Các bác nào mà muốn chọn cho mình một mẫu xe tiết kiệm này, đấy, bền bỉ, nồi đồng cuối đá, phá không chịu hỏng, quan tâm xem chiếc này đi. Đấy, lộn thất ghế ra, điều hòa lóc lạnh 2 chiều Z4 nhá, chỉ có 130 thôi. Chỉ có 130 thì cho ô tô đồng Hải Dương thôi ạ. Cứ bình luận, cứ comment đi, em Tùng tiếp tục tư vấn nào gia đình ơi. Vâng, cháu Phương Lương, cháu Hải Hoàng, cháu Phạm Văn Dung này, cháu ô tô Tinh Tùng, cháu Tạ Xuyên, cháu đại gia đình nhá. Có i10 đời 2013 phong cũ không? i10 đời 2013 phong cũ thì không có nhá. Đây, em bên em chỉ còn có i10 đời 2014 thôi bác Tạ Hữu Xuyên ơi. Đây, i10 2014 bản đủ đây, 1.0 số sàn bản đủ nhá. Đấy, tham khảo cho em chiếc này đi ạ. Vâng, chào Chiến Giáp này, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cả nhà mình đang xem buổi livestream báo giá trực tiếp của cho ô tô đồng Hải Dương ngày hôm nay này. Đấy, rảnh tay rảnh chân cho Tùng xin 57 lượt chia sẻ đi. Đấy, cái nút chia sẻ góc màn hình này. Đấy, mỗi người chỉ bấm một nút, bốt 2 giây thôi, không mất tiền không bạc gì mà để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Cái mẫu Toyota Vios 2006 rồi này, tiếp tục báo giá gia đình mình một mẫu xe đang đầu phân khúc hạng C đây, một chỉ có 255 triệu đồng thôi. La Chetti Cedric 2010, đăng ký vào bánh năm 2011. Đấy, động cơ 1.6 số động nhá, cần số zigzag này. Con này thì tư nhân chính chủ 37 Nghệ An Quế Bác nhá. Con này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, hồ sơ cầm tay rồi. Đây, những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới cho anh chị quý vị trong ngày thôi. Đấy. Xe này trang bị cả cửa sổ trời panorama này. Em quay phần nội thất bên trong này. Đấy, chiếc này quay phần nội thất bên trong này mình cùng quan sát nhá. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Đấy, kết hợp các nút điều chỉnh âm lượng nhưng cũng nên nghe gọi sảnh tay này. Đấy, tay đấm củ số thì đây. Đầu đài màn hình theo xe nhá, nội thất zin theo xe. Cái này bán với cửa tiền 255 triệu đồng. Đấy, bao phí rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình trên toàn quốc ạ. Đấy, nội thất bên trong này đẹp chưa? Đấy, sạch sẽ thơm tho mỡ màng chưa dần ạ. Đấy, xe thì rất là đẹp, màu đen này, vô cùng là dài xe, vô cùng là trường xe nhá. Đấy, La Chetti Cedric 2010 ạ. Vâng, chào bác Minh Chiến Nguyễn này, chắc Trần Thăng này, chốt luôn ok bác Trần Thăng này. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi bác Trần Thăng ơi. Vâng, chào Ngoan Thanh này, chào còn Ngọc Vinh Lê, chào bác Lam Lông, chào bác Quý Thượng, chào bác Ngọc Vinh Lễ nhờ, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đấy,
gen tra góc này báo rồi này. Đấy báo này, sườn này báo hết rồi này. Để xem đầu bên này có mẫu nào chưa báo nhá. Đấy, chiều nay bên em có về một chiếc Toyota Vios 2009 này. Đấy, Toyota Vios bản E 2009, 1.5 số sàn. Đấy, 230 triệu đồng. 230 triệu đồng thôi, giá còn bớt, còn thương lượng thêm cho anh chị quý vị gia đình mình. Đấy, màu đen rất đẹp đây. Tư nhân chính chủ biển 35 Linh Bình nhá, 35 bãi đính Linh Bình đây. Đấy, la sáng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, Innova này, 333 triệu đồng này. Đấy, còn mấy mẫu 7 chỗ chỗ này này, báo giá đình mình này. Mitsubishi Zoyli 2005, đăng ký vào năm bánh năm 2007 đây. Cái này bên em đang bán cái cửa tiền là 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng như thế này mình nhá. Đấy, na sáng đúc lốp náp đẹp. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều. 7 chỗ mà chỉ có 130 này. Đấy, 7 chỗ mà chỉ có 130 triệu đồng thôi. Đấy, tham khảo cho em đi xem mình ơi. Chào Hoàng Ngoại, chào bác Tòng Liên, chào bác Hải Đăng Nguyễn, chào bác Thiên Trần Phước, chào bác Phương Linh. Rồi em xem nào, chào bác Lê Đức Thoại nhá. Chào đại gia đình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, chúc gia đình mình có buổi tối hoan hỉ vui vẻ. Qua làn sóng livestream ngày hôm nay cứ tham khảo cho em đi ạ. Chào bác Quý Thượng, nhiều xe đẹp. Vâng, cảm ơn bác Quý Thượng rất là nhiều nhá. Chúc bác Quý Thượng cũng như gia đình có buổi tối vui vẻ. Đằng sau mẫu Mitsubishi Zoyli 2005 rồi, tiếp tục báo giá gia đình mình này. Toyota Innova đây, vua 7 chỗ 2008, đăng ký năm bánh năm 2010, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu. Với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng. Toyota Innova bản G xịn nhá. Xe thì trang bị la răng đúc này, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình thì zin theo xe rồi. Đấy, 265 triệu đồng. Giá còn bớt, còn tương được thêm cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, các bác làm có ưng mẫu nào rồi này, đến trực tiếp chợ ô tô Đồng Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương này để xem xe, chạy thử xe, test xe thoải mái nhá. Đấy, test xe giờ ưng thì thôi thì mới làm thủ tục mua bán cho anh chị quý vị mình. Đấy, thủ tục mua bán thì chuẩn chỉ nhá, chuẩn chỉ cam kết gia đình mình không đâm đụng, không va chạm, không tùy kích ngập nước, cũng như không vướng mắc một chút là vấn đề về pháp lý ạ. Đấy, nếu sai bên em xin đổi trả 1-1 này, cũng như là hoàn lại tiền 100% cho đại gia đình mình nhá. Đây, số tự động 1.0 nhỏ gọn, tiếp tục báo giá dành nè. Kia Morning bản SX 2010, đăng ký và lăn bánh năm 2013. Động cơ 1.0 máy eco, tiết kiệm nhiên liệu mà lại còn zin nhá. Đấy, sơn xi rất đẹp luôn. Xe này mang nước sơn màu xanh này, biển tư nhân chính chủ 29 Hà Lợi Phố đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, cặp đèn pha này không có một xíu nào dấu hiệu rạn nứt bóng mờ này. Na răng đúc có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm sau. 235 triệu đồng. Đấy, Kia Morning màu xanh, số tự động SX. Cành mẫu Kia Morning màu xanh vừa rồi số tự động này, báo giá cho gia đình của mình một dòng SUV 5 chỗ mà không bao giờ hết hot này. SUV 5 chỗ không giấy hot đây. Honda CR-V 2009, động cơ 2.4 số tự động nhá. Đấy, với mức giá tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 405 triệu đồng. 405 triệu đồng. Xe được trang bị cặp đèn pha kết hợp công nghệ halogen bi cầu này. Đèn gầm tiêu chuẩn này. Biển tư nhân chính chủ 37 Nghệ An Quế Bắc. Đấy, la sáng đúc 17 inch. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xi nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, có giá để đầu trên cao này. Giá để đầu trên cao. Máy số keo chỉ cũng như sơn xi zin. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, từ đấy, con này bên em bán được thử tiền là 405 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi nội thất thì còn zin nhá, giá thì còn bớt, còn thương lượng cho gia đình nhà mình ạ. Đây, nội thất bên trong đây, nội thất ghế da màu đen của mỡ màng, còn đẹp này, còn căng còn bóng. Đấy, trần thì vẫn là trần nỉ zin nguyên bản theo xe nhá. CV 2009 ạ, số động 2.4. Đây, chiếc Toyota Vios này thì nằm đây này. Đấy, nằm đây, mai thì bên em sẽ chuyển vào trong, mai bên em sẽ ship vào trong thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đây, vâng, chào bác Cáp Cao này, cho Vũ Văn Đức này, cho Huỳnh Trần Như này, cho Kiều Thái, cho Đỗ Thái, cho Trịnh Dịch, cho Hoàng Diệp, cho bác Đinh Thị Thu Trang. Chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Đấy, tiếp tục báo giá cho mình đây ạ. Đây, chỗ này nhá, báo giá tiếp tục đây này.
Morning số tự động hơn 100 một xíu này, 145 triệu đồng này. Morning 205 số tự động này. Cạnh mẫu Kia Morning 2005 rồi. Tiếp tới đây em Tùng xin báo giá đến anh chị quý vị như mình. Gentrek nhá. Gentrek 2010 đăng ký là bánh 211, động cơ 1.2 số tự động này. Màu xám xi rất đẹp đây. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội Phú này. 230 triệu đồng thôi nhá. 230 triệu đồng gửi gia đình mình cho mẫu Gentrek này ạ. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lắng lạnh 2 chiều rét buốt. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Trang bị cả option sấy gương, sấy kính, cửa sổ trời Brorama. Mà chỉ có 230 thôi nhá. Cạnh mẫu Gentrek 2010 rồi. Báo giá gia đình mình một chiếc xe tư nhân chính chủ đến từ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đấy. Kia Morning 216 màu be, 1.25 số sàn 4 máy nhá. Máy số keo chỉ sơn xi chất. Con này đang bán với cửa tiền là 215 triệu đồng thôi nhá. 215 triệu đồng. Cho đây mình cùng tham khảo ạ. Vâng, trong Nguyễn Điệp mà chắc Nhật mình, chắc Tuấn Nguyễn, chắc Thắng Ngọc, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Hoan hỉ vui vẻ đi, cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Đấy, không mất tiền, không mất bạc gì cả. Mà để lan tỏa buổi livestream này hơn, để những anh chị quý vị nào mà trên ba miền Tổ quốc nhá, đang lăn tăn muốn chọn cho mình một địa chỉ uy tín để mua những dòng xe cũ đến với em, đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi nhá. Cả gia đình nhá, cứ bình luận, cứ comment, cứ chia sẻ đi. Chia sẻ thật nhiều vào nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy, với bác làm hỏi La Chetty Cedric nhá. Có La Chetty Cedric đây. La Chetty Cedric 2012 đăng ký là bánh năm 2013 190 triệu. Đấy, một chiếc xe đến từ biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4101 đây. La sang đúc lốp la đẹp. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy, form dáng thì độ lên phong cách mẹ này. Đấy, form dáng độ lên phong cách mẹ rồi nhá. Có 190 triệu đồng thôi. Sedan hay đầu La Chetty. Vâng, chào bác Phạm Quang Đạo, chào bác chàng trai EDM này, chào bác Nguyễn Hiển này, chào bác Nguyễn Bùi Minh, chào bác Nguyễn Điệp. Chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng đang xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay ạ. Đây, tiếp tục báo giá đình nhá. Mazda 626 đây, một thương hiệu đến từ Nhật nhá. Mazda 626 2005 2.0 số sàn. Con này bán với mức giá tham khảo gia đình nhà mình 140 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Sedan hay đầu phân khúc hạng B này. Đấy, một chiếc xe màu đen rất đẹp, rất là dài xe đây. Thương hiệu nổi tiếng thế Nhật nhá, Mazda 626 ạ. Cạnh chiếc Mazda 626 rồi này. Em tiếp tục báo giá cho mình một đầu Toyota Vios bản E bên em bán nhá. Toyota Vios bản E 2009 đây. Động cơ 1.5 số sàn. Con này bán với cửa tiền là 220 triệu đồng. Đấy, 220 triệu đồng rồi nhá. Đấy, lồi đồng cuối đá pháo chưa hỏng nhá. Dòng này thì không nói nhiều rồi. Đấy, giá là 220. Còn có thể bớt, còn có thể thương lượng được cho anh chị quý vị gia đình mình ạ. Đây, tiếp tục em báo giá ở chỗ này gia đình mình nhá. Đây. Đây, tiếp tục báo giá mình ở chỗ này đây ạ. Cảm ơn cô giáo nhá. Mitsubishi đây. Mitsubishi Outlander 2016 màu xám bạc nhá. Đấy, Mitsubishi màu xám bạc Outlander 2016. Đấy, đời cao bên em đang bán với cửa tiền là 560 triệu đồng. 560 triệu đồng cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, 2.0 số tự động. Đấy, máy số keo chỉ chất. Đấy, còn nguyên zin luôn. Đấy, có trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình của mình ạ. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá hết đến đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, nhà mình còn đang băn khoăn về những điều gì như thủ tục mua bán này, thủ tục hỗ trợ trả góp hay là sang tên đổi chủ như nào thì cứ comment đi, cứ bình luận đi để em Tùng tiếp tục báo giá nhé. Vâng, chào bác Đức Chính ô tô cũ này. Đấy, một khách hàng vừa vào xem này, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Đức Chính ô tô cũ ơi. Đấy, còn rất là nhiều xe đây. Đấy, còn rất là nhiều xe nữa để ủng hộ anh chị quý vị nhé. Đấy, báo giá hết rồi này. Hyundai Getz 209 màu xanh này. Đấy, có 130 triệu đồng thôi. Đấy, hết xe rồi này. Đấy, nó hết sạch xe rồi nhá. Xe thì cũng đã vãn vát ở bãi xe rồi. Nhưng bác nào mà đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ này, bán lại cho bên em nhá. Bên em thu mua với giá cao, thu mua với giá cao cho anh chị quý vị gia đình ạ. Vâng, thì vừa rồi em Tùng đã giới thiệu hết một vòng chợ ô tô đầu Hải Dương nhá. Đấy, toát mồ hôi rồi. Với tổng thể là 60 đầu xe cho anh chị quý vị gia đình mình.
Đấy, các bác nào muốn tìm xe hay này, đến ngay với Thanh Tùng, đến ngay với chỗ ô tô đầu mối Hải Dương để tham khảo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cả đại gia đình mình trong những buổi livestream tiếp theo nhé. Xin chào nhá. Đấy, khung giờ quen thuộc thì vào ủng hộ em đi gia đình mình ơi.